Dạ xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Bonsai Cần Thơ. Hôm nay kênh Bonsai Cần Thơ trở lại nhà vườn của em Thanh Tâm ở Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đó quý vị, để giới thiệu một số phôi mai vàng nha. Dạ, mình đang đi từ ngoài cửa đi vào nha. Ở đây có những cái cây cũng lớn lắm quý vị. Này, gốc này to nha, hai bên luôn. Đó. À, chú ông kêu là tranh thủ ha, tranh thủ review cho quý vị xem. Vị nào thích thì có thể gọi điện riêng ha. Cái này là chưa có vô giới thiệu cây nha quý vị. Rồi giờ mình sẽ vô giới thiệu phôi mai nha. Mình sẽ gặp em Thanh Tâm nha. Rồi chào em. Rồi chào anh. Chào cô chú anh chị đang xem kênh. Và hôm nay em cũng về được 2-3 phôi mới. Mà cái địa chỉ để cho cô bác anh chị liên hệ là em ở đường Nguyễn Văn Trường, phường Long Tiền, quận Bình Thủy, phố Cần Thơ. Số điện thoại cho cô bác tiện liên hệ Zalo với em là 0393758294. Số Zalo em luôn nha cô chú anh chị. Em tên Tâm nha anh chị, Thanh Tâm. Thanh Tâm. Dạ. Ở Cần Thơ quý vị ơi. Dạ, Cần Thơ. Em dạ bây giờ là em có vô cái phôi số 1 nha cô bác anh chị. Phôi số 1 quý vị. Dạ. Phôi số 1 là một cây trực lắc, mà cây này lùng lực, đế rất là dữ nha cô bác anh chị. Cây này nó có xù rễ nhẹ nữa nha cô bác anh chị. Có xù nữa ha. Nào, dạ. Xem đây. Nó xù. Có nu cái rễ nữa cô bác anh chị. Cây này lùng lực rất là dữ đây, nó nu nha cô bác anh chị, nu rễ nè. Đây. Nó có nu ít nha cô bác anh chị. Dạ cái em toàn bộ là em bao phí ship cho cô bác anh chị là tới nhà luôn nha. Đây nó cũng có nu nhẹ đấy nha cô bác anh chị. Xù với nó nu với rễ nè. Nè đây nó cũng có cục nu nữa nha cô anh chị. Để em xem nhẹ cho quá anh chị xem cái ha. Cái chương trình của em là phí ship là em bao toàn quốc cô bác anh chị ơi. À, đọc số điện thoại Tâm. Cái số điện thoại của em cho cô bác tiện hệ là 0393758294. Thanh Tâm. Số Zalo em luôn nha cô bác anh chị. Em tên Thanh Tâm. Rồi đây em cho cái thông số cái số 1 cho bác chị xem ha. 37 cô bác ơi. 37. Dạ. Cây trực lắc đế, cây này gắt dữ nha cô bác anh chị. Lùng lực. Cao em nói thì 59 cô bác anh chị ơi. Cao 59. Chiều cao 59. Cái mã số 1 này em được giao lưu với cô bác anh chị là 12 triệu cô bác anh chị ơi. À 12 dạ, triệu quý vị ơi, mã số 1 nha. Phí ship em bao toàn quốc. Giờ em xây nhẹ cho quán chị xem cái ha. Này, phần nu nè quý vị, xem kỹ ha. Dạ rồi, em xin phép đổi phôi cho quán chị luôn. Phôi tiếp theo. Trời ơi, rất là nặng luôn. Để tiếp theo là phôi số 2, cây này là cây giáng long nha cô bác anh chị. Phôi số 2. Dạ. Cây này cây giáng long. Xe nhẹ cho quán chị xem luôn. Cái bầu rất lớn ha. Dạ. Hồi đo được với kính bầu giùm em. Rồi để em cho thông số cho các bác chị xem luôn ha. Dạ được, cái hoành của em nó là 44 cô bác anh chị ơi. Em 44 coi. Dạ xích trên đây luôn cho các bác xem ha, là 48. 48. Dạ. Cái cốt của cái em đo cái cốt này hậu hạo cho các bác anh chị xem ha. 28 mấy cô bác anh chị ơi. Cái mã số 2 này có giá là 6 triệu em bao phí cho cô bác là tới nhà luôn. Em xem nhẹ cho bác anh chị xem cái.
Được rồi, em xin phép được đổi phôi luôn. Cái chương trình của em là bao phí ship cho các anh chị toàn quốc luôn. Đây là một cây cũng trực lắc nữa nha cô bác anh chị. Cây này thì đế cũng đều bốn mặt luôn nha cô bác anh chị. Cây này da vàng. Mỗi cây đem đều bao sóng cho cô bác anh chị luôn nha. Đây tược ra rất là mạnh, rất là khỏe cây luôn cô bác anh chị ơi. Cây này thì đế cũng đều bốn mặt luôn cô bác anh chị ơi. Củ đế nở luôn cô bác anh chị ơi. Khoan khoan cho anh xem dòng đấy nha. Đó. Tược rất là mạnh nha quý vị. Tược rất là mạnh luôn. Cái này cái trực lắc luôn nha cô bác anh chị. Rồi để em cho cái thông rồi, số và cho anh xin thông số luôn. Dạ. Cho cô bác xem ha. Hoành của em nó là 40. Chiều cao của em nó thì nó là 100 đúng cô bác ơi. Cao 100. Rồi chiều cao 100 đúng. Để em sẽ nhẹ lại cho cô bác xem ha. Cái mã số 3 này có giá là 11 triệu cô bác ơi. Em bao phí cho bác là tới nhà luôn. Bao phí bao sống cho bác luôn. Rồi, mời mã số tiếp theo. Đây, tiếp theo là mã số 4 cô bác ơi. Đây, tới bonsai mini. Đây, mã số 4 cái gì? Mã số 4 cây này cũng quái quái cây nha cô bác anh chị. Thì là mặt số 4. Vậy em đọc cái số lại tiện cho cô bác liên hệ với em là 0393758294 nha. Số Zalo em luôn cô bác anh chị ơi, em tên Thanh Tâm. Dạ rồi em cho cái thông số cho cô, thông số cô nha. Bác anh chị xem luôn. Thông số em đó 18 này cô 18. Được. Cao của em nó thì 60. Chiều cao 60. Cái mã số 4 này có giá là 1.200.000 cô bác ơi. 1.200.000 mã số 4 cái gì vậy? 1.200.000 em bao phí cho cô bác là tới nhà luôn. Dạng quái ha. Dạ cây này rất là quái luôn. Rồi em xin phép em đổi phôi luôn. Rồi, phôi tiếp theo. Mã số 5. Tiếp theo là mã số 5 cũng một cây quái đó nha cô bác anh chị. Cây này nó có xù mà xù trứng nhẹ nhẹ rễ nha cô bác anh chị. Đây, đâu, sầu đâu? Đây này, xù ghế nè, xù trứng nha cô bác anh chị. Rồi. Đây nữa nè. Nó có xù nhẹ nha cô bác anh chị. Cái này cũng là một cây quái luôn nha cô bác anh chị. Cái này là nó dính trong đây nha, chứ không phải là em xỏ vô nha cô bác anh chị. Nó dính thẳng, nó dính trong đây luôn nha. Nó dính luôn chứ không phải là em xỏ vô nha cô bác anh chị. Xù trứng, xù ghế rất là quái luôn cô bác anh chị ạ. Đây một cây rất là quái. Rồi em cho cái thông số của em nó luôn ha. Thông số em nói là 17 nè cô bác anh chị. 17. Cao thì 26 cô bác anh chị ơi. Cái mã số 5 này có giá là 1.500.000 cô bác anh chị ơi. 1.500.000 cái gì vậy? 1.500.000 em bao phí vô bác là tới nhà luôn. Rồi em xin phép em đổi phôi cho bác anh chị. Rồi mời phôi tiếp theo. Tiếp theo là số 6 của bác anh chị ơi. Phôi số 6. Tiếp theo là mã số 6. Cây này ra tược sống khỏe nha các anh chị. Cũng hơi quái quái nha các anh chị. Cây này da vàng nha. Giờ rồi em xây nhẹ cho các anh chị xem ha. Rồi để em xin phép cho cái thông số cho các anh chị xem luôn ha. Đây thông số em đó là 21 mấy. Cao thì của em nó là 30. Chiều cao em đó là 30. Mã số 6 rồi cái giá là 1.100.000 nha cô bác anh chị. 1.100.000. Em bao phí cho bác là tới nhà luôn.
À, chỉ có 1,1 triệu thôi quý vị. À, có một cây dáng này quái nè. Rồi, mời cây tiếp theo. Tiếp theo là mã số 7, cũng là một cây quái nữa nha cô bác anh chị. Cây này ra tự thì sống khỏe luôn nha cô bác anh chị. Một cây quái nha cô bác anh chị. Cũng là sống khỏe luôn cô bác anh chị. Ra tự khỏe quá vậy. Nè, xe nhẹ nhẹ cho các chị xem ha. Cái này để nơm để xỏm nha cô bác anh chị. Giờ rồi em cho cái thông số luôn. Này để em đo trong đây cho nó chính xác cho các chị xem ha. Có đâu. Cô bác để em trong giây lát nha. Rồi, 19 cô bác ơi. 19 quý vị ạ. Số 19. Cái hoành của nó 19 chứ lộn. Cao thì của em nó là 36 cô bác anh chị ơi. Cây rất là quái luôn nha cô bác anh chị, em bao sống cho cô bác anh chị luôn nha. Cái mã số 7 này có giá là 1,5 triệu, em bao phí cho bác là tới nhà luôn. Rồi, chỉ 1,5 triệu thôi. 1,5 triệu cô bác. Cây quái về ghép nữa gì. Dạ rồi, em xin phép đổi phôi luôn. Tiếp theo là mã số 8 nha cô bác anh chị, cây này có xù nữa nha cô bác anh chị, cây này xù như trái banh nha cô bác anh chị. Em bao sống khỏe cho các anh chị luôn. Cây này xù trái banh nha cô bác anh chị. Rất là quái cây luôn cô bác anh chị ơi. Dạ đây em cho cái thông số luôn ha. Cái thông số em nói thì ngay vị trí này là 29. Em đo trên cái cục xù trên đây của bác chị xem, như đây là 39 của bác ơi. Rồi, cao em nó thì 27 của bác anh chị ơi, chiều cao 27. Mã số 8 này có giá là 3,200,000 của bác anh chị ơi. Rồi, 3,2 triệu mã số 8. Dạ, em xin phép đổi phôi luôn. Rồi, đọc lại số Tâm ơi. Số điện thoại của em để tiện cho bác liên hệ là 0393758294. Thanh Tâm nha của bác anh chị. Số Zalo em số đó luôn. Rồi là tiếp theo là mã số 9 của bác anh chị ơi. Mã số 9 nha của bác anh chị, cây này cũng sống khỏe luôn nha cô bác anh chị. Đế cây này cũng đều nha cô bác anh chị. Cây này thì sống khỏe luôn. Rồi em cho cô bác anh chị xem cái thông số của em nó luôn ha, là 28 nè. Rồi, chiều cao em nói thì 40. Chiều cao nó 40. Cái mã số 9 này có giá là 1,800,000 của bác anh chị ơi. 1,800,000 em bao phí cho bác là tới nhà luôn. Vậy rồi em xin phép đổi phôi luôn. Rồi. Rồi tiếp theo là mã số 10 của bác anh chị ơi. Mã số 10 cây này cũng quái quái nha cô bác anh chị. Cây này thì cũng là sống khỏe luôn. Em coi cái tượng cái đó, khỏe là cái gì? Đó là khỏe, rất là dạ, sung cây luôn dạ, nha cô bác anh chị. Sung nha. Dạ rồi để em cho cái thông số của bác anh chị xem luôn ha. Khoan cho anh vòng nữa coi. Dạ. Một vòng nữa. Đây em xe nhẹ cho quá anh chị xem luôn. Rồi, mã số 10 cái gì ơi? Mã số 10 em cho cái thông số của mã số 10 luôn. Mã số 10 em nói là 30. Rồi, cao em nói thì 61. Chiều cao 61. Đây em xe nhẹ một vòng cho quá anh chị xem ha. Cái mã số 10 này có giá là 2,800,000 của bác ơi. 2,8 triệu cái gì vậy? Dạ 2,8 triệu em bao phí của bác là tới nhà. Dạ rồi em xin phép em đổi phôi luôn. Rồi,
Tiếp theo là mã số 11 cô bác anh chị ơi, mã số 11 cây này cũng mới quái cây luôn cô bác ơi. Cây này nói chung là theo dít nhiều nhưng mà em xử lý thì nó cũng đã kéo mặt hết rồi nha cô bác anh chị. Đâu theo dít gì đâu. Theo dít đây cũng hơi nhiều nha. Theo dít cũng hơi nhiều. Đế cây này cũng đều tròn, nhìn nó cũng quái quái cây của anh chị. Cây này thì sống khỏe của anh chị ơi. Rồi, cho, để... khoan khoan cho anh dòng nữa đi. Xây nhẹ cho các anh chị xem á. Cái số điện thoại cho các bác giao lưu với em là 0 3 9 3 7 5 8 2 9 4. Tên em là Thanh Tâm nha các bác chị, số Zalo em luôn nha. Rồi cho anh thông số luôn. Rồi em đo là trên đầu rễ nha các anh chị. Đây, trên đầu rễ là 41 nè. Rồi. Cao em nói thì là 39 các bác anh chị ơi. Dạ rồi, em xe nhẹ một vòng nữa cho các anh chị xem mã số 11 này ha. Mã số 11 này có giá là 2 triệu 900 ngàn các bác ơi. 2 triệu 9 mã số 11 có gì vậy? Mã số 11 2 triệu 9. Dạ rồi, em xin phép đổi phôi luôn các bác anh chị ơi. Tiếp theo là mã số 12 các bác anh chị ơi. Mã số 12. Mã số 12 cái này cũng là xù, đang lên xù nắp nha các bác anh chị. Cái này thì da vàng nha các bác anh chị. Xù này với xù vàng 24 nha các bác anh chị. Đây nắp nó đang lên xù đây. Mấy cái nách toàn bộ cái nách là lên xù hết nha cô anh chị. Trong đây thì để em cho cô bác anh chị xem cái này nó kỹ hơn nha cô anh chị. Coi nghe. Đây. Rồi. Trong này nó hơi bị ngột nha cô anh chị. Hơi khó thấy chút. Dạ, yeah, hơi khó thấy, hơi bị ngột. Nhưng mà cái này đổi lên thì nó được xù, mấy cái nách toàn bộ cái nách nó là xù hết nha cô anh chị. Cái này da vàng nha các anh chị, dưới đây em ấy nó kéo nó cũng bắt đầu kéo có xù nữa nha các anh chị, mấy cái mặt cắt nè. Cái này có xù mà xù vàng, cái này xù chúng ta chơi xù vàng 24 nha các anh chị. Giờ rồi để em cho thông số của anh chị xem luôn, trên đầu ghế nha các anh chị. Em đâu là trên đầu ghế nha. 39 nè, hoành. Cao em nói thì là 93 của các anh chị ơi. Em xe nhẹ một vòng cho các anh chị xem ha. Rồi cái mã số 12 này có giá là 5 triệu của bác ơi. 5 triệu gì vậy? 5 triệu em bao phí cho bác là tới nhà luôn. Số điện thoại tiện cho bác liên hệ là 0 3 9 3 7 5 8 2 9 4 của bác anh chị ơi. Và số Zalo em luôn, em tên Thanh Tâm nha các anh chị. Rồi rồi đi, em xin phép đổi phôi luôn. Trang theo mã số 13 là mã số cuối cùng luôn nha cô bác anh chị. Mã số cuối cùng là cây trang này, cây trang gừng nha cô bác anh chị. Trang gừng màu đỏ đỏ nhung nha, cây này rất là đẹp, bông rất là đẹp luôn cô bác anh chị ơi. Củ đế chà bá luôn nha cô bác anh chị. Cây này có củ bự chà bá luôn nha cô bác anh chị. Sung cây lắm nha cô bác anh chị. Cái này thì em không có xếp chậu cho bác anh chị nha. Cô bác anh chị nào vô lưu với em thì em xin phép em được nhổ rồi em quấn món bao rồi em gửi đi cho bác chị, chứ em không có ship luôn cái chậu nha. Cây này củ đế rất là dữ luôn rồi các bác chị, nguyên củ luôn. Bông này màu đỏ nhung rất là đẹp luôn các bác chị ơi. Đây em xây nhẹ một vòng của bác chị thôi. Trang gừng nữa quý vị, mã số 13. Mã số cuối cùng luôn trong clip ngày hôm nay quý anh chị. Rồi quay anh xem cái tàn ở trên kìa. Đó. Bông rất là đẹp luôn nha quý anh chị, màu rất là đẹp luôn. Xem đã luôn quý vị. Đỏ dung luôn quý anh chị, mà cây này là cây trang gừng nha quý anh chị. Trang rừng. Rồi cái lá này nè. Đó quý vị. Lộ lá lớn quý anh chị. Rồi, cho anh thông số luôn. Cho cái thông số luôn nha. Đây, đo nguyên cái củ đế luôn nè của anh chị.
Củ đế em nó là 31 mấy nè. Dạ. Cái mã số 13 này có giá là 4.500.000, em bao phí cho bác là tới nhà luôn cô bác ơi. 4.500.000 quý vị ơi, một cây trang rừng. Cây trang rừng mã số này là mã số cuối cùng cô bác anh chị ơi. Rồi. Chào khán giả em ơi. Em cũng cảm ơn cô bác anh chị đã bỏ ra thời gian ra để xem hết cái clip của em và của em. Giờ cũng không biết nói sao thì ship toàn quốc đúng không? Nói chung là số điện thoại của em tiện vô cô bác liên hệ vô 0393758294. Tên em Thanh Tâm cô bác anh chị ơi. Rồi. Dạ, xin chào hẹn gặp lại cô bác anh chị trong những clip sau. Cũng xin cảm ơn quý vị và các bạn trên kênh Bonsai Cần Thơ đã theo dõi buổi giới thiệu phôi mai tại nhà vườn em Thanh Tâm. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video lần sau. Xin kính chào, tạm biệt.